Chào quý vị bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Không biết các bạn đang sử dụng trình duyệt chính là trình duyệt nào, Chrome hay là Safari. Còn với bản thân mình thì mình đang dùng chính là Chrome bởi vì nó đồng bộ được rất nhiều thiết bị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài mẹo nhỏ để các bạn có thể sử dụng cái trình duyệt Chrome này nó nhanh và nó thuận tiện hơn. Những mẹo nhỏ đó là gì thì các bạn nhớ xem hết video nhá. Intro đã nào. Cái mẹo đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn thì đó chính là cái chế độ Dark Mode ở trên Chrome. Mình đã quá chán với cái việc là chúng ta tìm hiểu nền văn hóa của các nước mà Chrome này nó cứ sáng trắng lên và làm hại mắt của chúng ta rất là nhiều. Thì làm thế nào để các bạn bật cái chế độ Dark Mode này lên? Đó là các bạn hãy vào cho mình phần cài đặt, sau đó kéo xuống cái phần chủ đề. Rồi các bạn hãy bật phần tối này thì nó auto chuyển sang tối đen kịt hết. Và cái cách này thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm pin hơn một chút với cái màn hình có cái tấm nền OLED. Đồng thời là khi mà chúng ta dùng điện thoại vào ban đêm ấy thì phần nào nó sẽ giúp bảo vệ mắt của các bạn hơn. Cái mẹo tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là bây giờ nếu như mà các bạn là đăng nhập những cái tài khoản Chrome, những cái Gmail của bạn lên trên những thiết bị gọi là máy tính này, điện thoại các thứ, thì bây giờ các bạn có thể ví dụ như mình đang duyệt web ở trên laptop nhá, thì mình có thể gửi ngay cái trang web này lên một cái thiết bị điện thoại của mình cũng đăng nhập tài khoản đó, ví dụ như trên chiếc Pixel của mình. Mình sẽ bấm vào đây, đó nó sẽ gửi sending, và sau khi mà mình bấm gửi lên cái chiếc Pixel này thì nó sẽ hiển thị một cái thông báo ở đây đó. Đó, các bạn chỉ bấm vào là các bạn có thể truy cập ngay trong web này. Và đây nó sẽ phù hợp rất nhiều, ví dụ như các bạn đang sử dụng nhiều thiết bị và không muốn gián đoạn công việc mình đang làm, thì đây là một cái mẹo nhỏ mình chia sẻ đến cho các bạn. Cái mẹo thứ ba đối với Chrome đó chính là chúng ta có thể chuyển nhanh giữa các tab một cách rất là nhanh chóng mà không cần phải bấm vào cái tab phần trên này. Làm thế nào để có thể chuyển đổi như vậy? Thì ví dụ nhá, các bạn có đang có một trang web đây, mình đang có cái trang xem phim online đây. Các bạn muốn chuyển sang trang web tiếp theo, hãy vuốt phần trên này cho mình. Đó, nó rất là nhanh, nhưng các bạn chuyển qua chuyển lại mà không cần phải bấm vào phần tab này và lựa chọn các cái tab nữa, nó khá là mất thời gian. Đây là một cái mẹo khá là nhỏ thôi, nhưng mình nghĩ là có lẽ sẽ nhiều người không biết điều này đâu. Và phần nào thì cái mẹo này sẽ giúp cho các bạn duyệt web nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, cái mẹo tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó nó vẫn liên quan đến cái phần tab này. Đó là bây giờ khi mà các bạn mở phần tab nhá, thì mặc định nó sẽ có những cái thẻ như này, và phần nào khi mà chúng ta có quá nhiều tab ấy thì các bạn sẽ không nhìn rõ được xem cái tab này nó đang hiển thị những cái nội dung gì. Và mình có một cách hay hơn để các bạn có thể preview toàn bộ cả cái thẻ tab. Làm thế nào để chúng ta có thể làm như vậy? Thì các bạn hãy vào cho mình phần gọi là gõ cái phần thanh địa chỉ ấy, đó là Chrome 2 chấm này, chéo flag. Đó, các bạn ấn enter cho mình và các bạn tìm cho mình gọi là switcher. Nó có một cái dòng lệnh dài ngoằng ấy, mình sẽ để bên cạnh này để cho các bạn tiện thấy. Nhưng mà các bạn chỉ cần gõ switcher là nó ra rồi. Đây, enable horizontal tab switcher đây. Các bạn hãy bật nó lên cho mình, enable lên. Rồi các bạn khởi động lại toàn bộ Chrome. Nhớ là phải đóng cả cái Chrome này ở đa nhiệm đi. Rồi, mở lên. Thì sau khi các bạn nhìn phần tab này, đó, nó sẽ sắp xếp ra dạng thẻ như này. Phần nào thì nó sẽ trực quan hơn rất là nhiều. Đó. Và đây cũng là một cái cách khá là mới mẻ để cho các bạn hiển thị trên Chrome, trông nó bớt nhàm chán hơn một chút. Cái mẹo cuối cùng mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó chính là bây giờ chúng ta có thể di chuyển cái thanh địa chỉ này, cả cái thanh toolbar này xuống phía dưới. Làm thế nào để có thể làm như vậy? Thì các bạn vẫn gõ cho mình đó là Chrome flag. Đây, mình đã để sẵn đây rồi. Và các bạn gõ cho mình là duet. Nó cũng có một cái dòng lệnh khá là dài đấy, nhưng mà các bạn chỉ gõ này là nó hiện ra rồi. Đây, Chrome Duet đây. Các bạn hãy enable nó lên cho mình và lại khởi động lại Chrome. Sau đó thì các bạn nhớ bấm thoát cả Chrome ở đa nhiệm đi. Mở lại. Đây, thanh toolbar chúng ta đã nằm ở dưới. Với những cái điện thoại mới bây giờ thì màn hình nó sẽ rất là lớn, cho nên phần nào cái tab này ở dưới thì nó sẽ thuận tiện hơn cho các bạn sử dụng một tay. Đó, và nhìn trông nó cũng hay hay hơn nữa. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn một vài mẹo nhỏ nhỏ để các bạn có thể sử dụng Chrome nó thuận tiện, nó nhanh chóng hơn. Các bạn còn những cái mẹo nhỏ gì hay hơn nữa hãy comment bên dưới để cho mình cùng biết. Và đừng quên bấm subscribe như bấm chuông để theo dõi những video mới nhất từ bọn mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Xong rồi anh.